Một lần nữa tôi có lời chào hết thảy anh chị em ở trong gia đình thế hệ mới, cũng như quý đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở khắp mọi nơi đang dành thời giờ để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi, cũng như là học lời Chúa chung với chúng tôi sáng hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm 2021. Phải nói là một năm đầy thách thức cho đức tin nơi Chúa của mỗi một chúng ta. Và hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng ở trong cái chương trình giai khúc yêu thương mừng Chúa Giáng sinh lần thứ 2021 của gia đình thế hệ mới chúng ta. Tối hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi truyền giảng trực tuyến và trực tiếp cuối cùng. Vâng, hai buổi diễn ra cùng một lúc. Nhiều người trong chúng ta cũng quan tâm đến cái kết quả của cái việc truyền giảng trực tuyến, vì chúng ta đã có suốt 14 ngày và cộng cả cái chương trình vọng Giáng sinh là 24-25 ngày. Thì như anh chị em biết là khác với cái hình thức trực tiếp đó, hình thức mà truyền giảng trực tiếp thì cái kết quả sẽ được nhìn thấy ngay, ít nhiều gì cũng sẽ thấy ngay. Còn trực tuyến thì không phải như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta gieo trong đức tin, nếu chúng ta gieo ở trong nước mắt đó, thì chắc chắn là mình sẽ gặt được cách vui mừng. Đúng kỳ là mình sẽ gặt. Nếu mình đã gieo thì chắc chắn là sẽ gặt. Mà cái hạt giống phúc âm đó, tức là các cái buổi truyền giảng của chúng ta đó, nó vẫn còn lưu lại ở trên mạng, thì không chỉ một vài năm đâu, mà có khi vài ba chục năm vẫn còn nguyên cái giá trị cứu người ở trên đó. Cho nên hãy tiếp tục cầu nguyện, chúc phước cho những cái hạt giống đó, và hãy sẵn sàng để gặt trong những năm tới đây. Amen anh chị em. Như đã nói ở trong cái Chủ nhật tuần trước rằng là tuần này chúng ta sẽ được nghe cái bài ca Giáng sinh cuối cùng do cụ ca sĩ Simeon trình bày. Cái phần Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau là Luca chương 2 từ câu 25 cho đến câu 35. Nhưng mà để cho nó đầy đủ văn mạch đó, thì chúng ta sẽ xem từ câu số 21. Luca chương 2, 21, 35. Tôi sẽ đọc và anh chị em sẽ theo dõi. Khi được trọn 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai dựng trong bụng mẹ. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã mãn, cha mẹ đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải biệt ra thánh cho Chúa và dâng một cặp chim gái hoặc chim bồ câu con như luật pháp của Chúa đã truyền. Lúc ấy tại thành Jerusalem có một người công chính và đạo đức tên là Simeon. Ông trông đợi sự an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm cho ngài các thủ tục theo luật pháp. Ông bầm ngẫm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an vì theo như lời ngài, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của ngài mà ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh quang của Israel, tức là dân ngài. Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Simeon nói về con trẻ. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary mẹ con trẻ rằng, con trẻ này sẽ được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra. Căn cứ theo cái văn cảnh á, thì cái chuyện này nó xảy ra vào ngày thứ 40 sau khi Chúa Giê-xu ra đời. 40 ngày sau khi Chúa Giê-xu ra đời. Như vậy thì cái khả năng cao đó là chuyện này phải xảy ra trước khi các cái nhà thông thái đông phương tìm đến Bethlehem tôn thờ ấu Chúa. Trước khi đi vào cái nội dung cái bài ca này thì chúng ta sẽ dành ít thời giờ chiêm ngưỡng cái dung nhan cái vị ca sĩ này. Người hát thần ca. Tôi chọn cho cái phần đầu tiên đó là người hát thần ca. Thần ca, lý do mà tôi gọi những cái bài ca mà được ghi chép lại ở trong Kinh Thánh, những cái bài ca Giáng sinh mà được ghi chép lại trong Kinh Thánh là những bài thần ca, vì đây thứ nhất nó là lời Chúa, và thứ hai đó là mặc khải của Thiên Chúa, và thứ ba là nó mang cái tính cách tiên tri. Chúng ta xem lại từ câu 25 đến câu 27. Lúc ấy tại thành Jerusalem có một người công chính và đạo đức tên là Simeon. Ông trông đợi sự an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông.
Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm cho Ngài các thủ tục theo luật pháp. Simeon là một cái bổ sung kỳ lạ cho câu chuyện Giáng sinh. Ông không có liên quan gì đến Giăng Báp-tít hay là Giê-xu như là Sa-cha-ri, Elizabeth hay là Mary và Joseph cả. Nhưng Simeon là một cái ví dụ khác về cái cách Đức Chúa Trời chọn, cái cách mà Chúa chọn để tiếp cận với mọi người thông qua sự ra đời của Đấng Christ. Giống như việc Đức Chúa Trời chọn bày tỏ Đấng Messiah trước tiên cho những người chăn cừu, rồi sau đó là cho người ngoại quốc, tức là cái nhà thông thái đó, thì Chúa cũng chọn bày tỏ chính mình Ngài cho một cái người mà công bình đạo đức, chờ đợi suốt cả một đời để được gặp Đấng Messiah. Ngoài những cái dòng mô tả trong cái ba câu kinh thánh mà tôi vừa đọc ấy, tức là từ câu 25 đến câu 27, thì chúng ta không hề biết gì về cái lý lịch, về quê quán, về cái trình độ học vấn hay thậm chí là cái nghề nghiệp của Simeon cả. Ông ấy chỉ đơn giản xuất hiện trên sân khấu lịch sử như một vai phụ trong cái câu chuyện Giáng sinh thôi. Và sau khi cái phần việc của mình kết thúc á, ông liền biến mất khỏi hiện trường, không bao giờ được thấy, được nghe thấy thêm một lần nào nữa. Qua cái trường hợp của Simeon, chúng ta có thể nói rằng trong bất kỳ cái thời điểm nào cũng luôn có những cái con người tin kính Chúa, kể cả trong những cái thời kỳ đen tối nhất và thậm chí là ở những cái nơi tồi tệ nhất. Thời điểm nào cũng luôn có những cái con người tin kính Chúa. Khi Chúa Giê-xu hạ sinh đó, thưa quý vị, đó là do Thái giáo đang ở trong cái thời kỳ suy thoái. Cái niềm tin ở Đức Chúa Trời, cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời của hậu tự Abraham là chỉ còn cái hình thức bề ngoài thôi. Do vậy, ngay cả khi đó, ở giữa Jerusalem vẫn có một cái người công chính và đạo đức, một người mà có Thánh Linh ngự ở trên. Dù tại trung tâm tôn giáo của quốc gia là đền thờ Jerusalem lúc bây giờ, cái thành phần tư tế và các chuyên gia kinh luật đã suy thoái, hư hỏng gần hết, nhưng mà vẫn còn ở tại đó thầy tế lễ Sa-cha-ri là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vân giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn, giống như là trong chương 1 câu 6 đã mô tả. Hay là nữ tiên tri Anna cứ ngày đêm phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Cho nên không có một cái lúc nào mà Đức Chúa Trời thiếu những cái nhân chứng trung thành tin kính hết đó. Đôi khi hội thánh có thể bị thu hẹp lại còn có chút xíu đó. Nhưng mà cửa địa ngục cũng không thể bao giờ thắng được hội thánh. Hội thánh thật có thể bị không còn, có thể không còn nhóm lại trực tiếp được, hoặc bị lùa vào đồng vắng, hoặc bị đẩy vào các cái phòng zoom. Hội thánh trở nên tản mát rải rác, kết nối một cách lỏng lẻo, nhưng mà hội thánh không bao giờ chết. Có một người công chính tên là Lot ở tại Sodom, có một Abdia ở trong hoàng cung của Ahab, một Daniel ở Babylon và một Jeremy trong triều đình của Syria. Và trong cái thời kỳ suy tàn của Do Thái giáo lúc mà Chúa Giêsu Giáng sinh, khi cái tội ác của nó gần như là đầy, tràn đầy, thì vẫn có những cái người tin kính như là Simeon ngay tại Jerusalem. Tôi và anh chị em cần phải ghi nhớ điều này để không có rơi vào cái tình trạng nản lòng, thối chí. Lúc nào Đức Chúa Trời cũng có những con người tin kính, lúc nào Chúa cũng sẵn có những con người tin kính. Ngay trong cái thời kỳ mà cực kỳ tăm tối đó, dưới cái sự cai trị của vợ chồng Ahab và Jezabel, Chúa vẫn còn đến 7.000 người chưa hề quỳ gối trước ba anh và môi của họ chưa từng hôn lấy cái tượng của nó cả. Hãy ghi nhớ điều đó anh chị em, để giữ vững hy vọng. Có nhiều Simeon trên cái thế giới hơn là tôi và anh chị em nghĩ đó. Có nhiều Simeon trên đất nước này hơn là quý vị nghĩ đó. Có nhiều Simeon trong cái giáo hội, trong cái hệ phái, trong cái nhóm nhánh của quý vị hơn là quý vị nghĩ đó. Hallelujah. Đức Chúa Trời luôn có những con người tin kính. Thời đại nào cũng vậy, luôn có những con người tin kính, là những con người trông đợi sự thăm viếng của Chúa. Chúng ta đi vào cái phần chính của cái sứ điệp này, đó là cái nội dung của cái bài ca, nội dung của cái bài thần ca. Chúng ta xem lại câu 29 đến câu 32. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh quang của Israel,
tức dân Ngài. Trừ bài ca của các thiên sứ ở trong chương 2 câu 14 mà tuần trước chúng ta đã nghe, còn lại cả ba cái bài ca Giáng sinh được ghi lại trong phúc âm Luca đó là đều được thần cảm bởi Đức Thánh Linh và nó có mang cái tính tiên tri. Theo như lời của Simeon thì đứa bé mà ông đang bế ở trên tay đó là đấng Messiah, tức là đấng Christ. Đứa bé đó là sự an ủi của dân Chúa, là sự cứu rỗi của Chúa dành cho muôn dân, là vinh quang của dân Chúa và là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Tất cả là cái sự cảm thúc thiên thượng và được nói ra bởi đức tin. Còn thực tế đó thì phải ít nữa là khoảng 30 năm sau mới xảy ra trong cái chức vụ của Chúa Giêsu. Những anh chị em mà chưa quen với cái cách dẫn dắt của Chúa đó thì có thể thắc mắc là Đức Thánh Linh dẫn dắt Simeon như thế nào và làm sao mà ông nhận ra được cái đứa bé nào là đấng Messiah. Thật ra thì cái việc này nó cũng không khó khăn gì. Ở trong Cựu Ước á, nó có những cái trường hợp chẳng hạn như là Chúa xác nhận với Simeon cái người Chúa chọn ở trong vòng các con trai của Isai vậy. Hay là với cá nhân tôi á, thì tôi cũng kinh nghiệm cái điều này cũng thường. Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê, mà mỗi lần đi thuê nhà đó anh chị em biết, sau khi đi dạo đi xem một số nhà, để đến đúng cái nhà nào mà chú muốn mà chúng tôi thuê đó, thì dường như rằng là lúc đó có một cái cảm nhận ở trong chúng tôi rất rõ, nó đây. Chứ không chúng tôi không có cái giải thích được là nó cái tiếng đó như thế nào thế kia, nhưng mà lúc đó là chúng tôi tự nhiên có cái một cái sự cảm nhận rất rõ, nó đây. Khi Đức Thánh Linh thôi thúc ở trong lòng hay là dẫn dắt Simeon vào trong đền thờ, và trong số những cái đứa trẻ mà hôm đó được dâng lên cho Chúa theo như luật pháp Môi-se quy định, thì Simeon nhận biết cái đứa bé mà của cái cặp vợ chồng nhà nghèo kia ấy, chính là đấng Messiah. Rồi ông tiến lại, ông chào hỏi, rồi sau đó ông xin phép được bế đứa nhỏ vào trong lòng. Và ông nói gì trong câu 29? Lạy Chúa, bây giờ xin cho đầy tớ Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài. Không phải là Simeon xin được chết đâu, mà là Simeon cảm tạ Chúa, thể hiện cái sự thỏa lòng. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi rồi, giờ thỏa nguyện, thỏa cái ước mong rồi. Lý do là vì ông chứng kiến được cái ứng nghiệm của lời Chúa, đã cầm được trong tay những gì mà Chúa đã phán hứa. Có ba điều nó thể hiện ở trong cái nội dung cái lời ca của Simeon, hay là có ba cái hình ảnh, có ba cái chân dung về đấng Christ Giêsu mà Simeon sẽ được bày tỏ ra qua cái bài ca của ông. Thứ nhất, Chúa Giêsu là ánh sáng mặc khải cho dân loại. Một số bản tiếng Việt của chúng ta bỏ mất cái từ mặc khải. Chúa Giêsu là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dân ngoại đang ở trong tối tăm. Điều này có nghĩa là dân ngoại đang trong sự tối, đang đi trong sự tối tăm, đang thờ phượng các thần mà không phải là thần, tưởng là tin kính nhưng thật sự là đang mê tín, tưởng là đang thờ chân thần nhưng hóa ra là đang thờ tà thần. Tại sao? Đang trong tối nên không phân biệt được thôi. Khi Kinh Thánh bảo rằng là Giêsu là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại, có nghĩa là dân ngoại đang cần tới điều đó. Đây, dân ngoại đang bước đi trong sự tối tăm mà nó liên quan tới cái sự thờ phượng. Dân ngoại không có Kinh Thánh Cựu Ước là cái mặc khải của Thiên Chúa, là cái sự hướng dẫn của Thiên Chúa như dân Israel đã có. Đó là cái thời kỳ tối tăm của tất cả mọi dân trên đất, trừ dân Do Thái, ở trong cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời, ở trong cái cách hành xử theo cái chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Giờ đây đấng Messiah cứu Chúa đã xuất hiện, giống như bình minh đã ló dạng sau cái đêm dài tăm tối vậy đó. Giống như mà cái lời của Sacharie trong cái bài ca của ông dâng lên Chúa, chương 1 câu 78 đến câu 79: bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta, để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. Ánh sáng mặc khải cho dân ngoại là một cái ý tưởng hoàn toàn mới, thưa quý vị. Chúng ta không tìm thấy điều này trong các bài hát khác của Giáng sinh, như là bài ca của Mary hay là của Sacharie hay là của các thiên sứ. Simeon nói rõ rằng cái đứa bé này sẽ không chỉ dành cho Israel. Hài nhi Giêsu không chỉ đến vì lợi ích của Israel, mà Ngài còn đến để
để chiếu cái ánh sáng mặt khải của Đức Chúa Trời vào mọi dân tộc, mọi chi phái, mọi chủng tộc và mọi ngôn ngữ. Giê-xu được chỉ định là cứu Chúa của cả thế giới chứ không chỉ cho riêng Israel. Giê-xu được định là cứu Chúa cho mọi người, trong đó có quý vị. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là có hy vọng cho quý vị vào mỗi dịp Giáng sinh, có hy vọng cho anh chị em vào mỗi dịp Giáng sinh. Đúng rằng Chúa của chúng ta được sinh ra là người Do Thái, nhưng mà Ngài không đến chỉ vì người Do Thái, mà là vì tất cả mọi người, mà là vì chính quý vị. Đó là mục đích, là ý nghĩa của Giáng sinh, và đó là lý do để vui mừng ở trong mùa Giáng sinh. Như vậy thì cái hình ảnh đầu tiên, Giê-xu là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại. Tiếp theo, Chúa Giê-xu là sự vinh hiển của dân Israel, hay là Chúa Giê-xu là sự vinh hiển của dân Chúa. Dân Chúa đó, thì trước hết theo như nguyên văn là dân Israel. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay thì câu kinh thánh này vẫn có thể được hiểu, vẫn có thể được áp dụng cho những người thật lòng tin nơi Chúa, thật sự thuộc về Chúa. Để có thể hiểu được thế nào là vinh hiển của Israel đó, thì chúng ta hãy xem cái lời Chúa phán hứa với Abraham là tổ phụ của Israel ở trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 và câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Được vinh hiển có nghĩa là được nổi tiếng, được tôn trọng, được nể phục. Nhờ Chúa Giê-xu, đấng Mê-si-a mà dân Do Thái được cả thế giới biết đến, nể phục, trọng thị, ngưỡng mộ. Được vinh hiển là vậy đó. Cũng một thể đó với chúng ta ngày hôm nay, những người tin thờ Chúa Giê-xu, ấy là nhờ tin thờ Chúa Giê-xu mà mình được nở mày nở mặt, mình trở nên có danh phận, được người ta tôn trọng, được người ta nể phục, được người ta biết đến. Giê-xu là sự vinh hiển của dân Chúa là như vậy. So với lúc trước khi tin Chúa thì hiện nay anh chị em thế nào? Vinh hay nhục? Tốt hơn hay là xấu hơn? Cụ Simeon thì chỉ nói tiên tri, còn tôi và anh chị em là những người đã thụ hưởng điều đó. Chúng ta là những người có đủ cơ sở để xác chứng cho cái lời mà cụ Simeon đã hát trong cái ngày hôm đó. Chúa Giê-xu là sự sáng mặt khải cho dân ngoại. Chúa Giê-xu là sự vinh hiển của dân Chúa. Và cái điểm thứ ba, Chúa Giê-xu là người đem lại cái sự phân rẽ. Chúa Giê-xu là người đem lại sự phân rẽ. Chúng ta xem câu 34 và câu 35. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary, mẹ con trẻ, rằng con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô, để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra. Đây là điều thứ ba và là điều cuối cùng mà Simeon tiên báo về Chúa Giê-xu. Theo đó, Ngài sẽ là người đem lại cái sự phân rẽ, cái sự phân cực lớn lao cho nhân loại. Chúa Giê-xu sẽ khiến cho nhiều người ngã đổ, đồng thời Ngài cũng sẽ khiến cho nhiều người trỗi dậy. Nhiều người sẽ chống đối, phản bác Giê-xu, và khi làm như vậy đó, thì những cái ý nghĩ ẩn giấu trong lòng của họ sẽ được bày tỏ ra. Con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy. Không phải là con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong thế gian vấp ngã hoặc trỗi dậy đâu, mà là trong Israel, tức là trong cộng đồng dân Chúa, trong vòng những người tin Chúa, chứ không phải là trong vòng những người chưa tin. Trong vòng con dân Chúa mà sẽ có người đổ kẻ đứng vì có Chúa Giê-xu. Là sao? Là vì sẽ có nhiều điều nơi Chúa Giê-xu không phải là những gì mà người Do Thái mong đợi nơi đấng Mê-si-a của họ. Có nhiều điều nơi Chúa Giê-xu không giống như những gì mà người ta kỳ vọng nữa Ngài. Một số người yêu mến Chúa Giê-xu vì họ thích những phép lạ của Chúa, và họ hy vọng rằng là có thể nhận được cái lợi ích từ cái việc đó, từ những cái phép lạ đó. Nếu Chúa Giê-xu mà không đáp ứng cái mong đợi của họ, không thỏa mãn cái yêu cầu của họ, thì họ sẽ chuyển sang nghỉ chờ với Chúa. Người ta sẵn sàng đi với Chúa chừng nào họ còn có lợi, chừng nào họ không bị đụng chạm. Nhưng mà một khi mà Chúa nghiêm khắc với họ, chỉnh sửa hay là phê phán những cái sai trật của họ, thì họ không còn hứng thú theo Chúa nữa. Đây là những người mà chỉ quan tâm đến những gì họ có thể nhận được từ Chúa.
nhưng mà không thực sự quan tâm đến cái việc thờ phượng Chúa hoặc là tin theo Chúa. Họ rất dễ dàng đi từ cái chỗ là hâm mộ Chúa đến cái chỗ từ chối Chúa. Nhiều người đi hội thánh ngày hôm nay cũng y như vậy. Chừng nào mà còn nhận được ít nhiều á thì còn đi. Còn khi bị góp ý, khi bị phê bình thì cũng đi, mà là bỏ đi luôn. Tại sao những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, tức là những người mà thờ Đức Chúa Trời, lại là kịch liệt chống đối Chúa Giê-xu? Ấy là vì họ không thích cái chuyện thay đổi hiện trạng của Chúa Giê-xu. Những người hầu việc Chúa lúc bây giờ là xem Chúa Giê-xu là một cái mối đe dọa. Bởi vì theo họ đó, thì Chúa Giê-xu đang hút dân chúng về phía Ngài và làm cho người ta rời xa họ. Theo họ đó thì Chúa Giê-xu đang chống lại những cái lời dạy của họ, mà thật ra là Chúa đang chỉnh sửa cho đúng thôi. Và họ không thích chuyện đó. Thế là hè nhau chống Chúa thôi. Và những cái người mà chống Chúa đó, cuối cùng đã ngã đổ. Thì có ai mà nghịch lại trời mà là thắng được bao giờ? Thực ra đó là cái thái độ ganh tị anh chị. Đó là cái sự sợ hãi vì không biết chắc cái sự kêu gọi của mình. Sợ mất uy tín. Tiếc thay là cái tinh thần đó, đó. Cái tinh thần ganh tị, cái tinh thần mà không biết chắc cái sự kêu gọi mà Chúa dành cho mình đã và đang thiêu đốt không biết bao nhiêu người lãnh đạo cả ngoài đời lẫn ở trong hội thánh. Anh chị em có thể kiểm chứng điều này rất là rõ. Thời nào cũng vậy. Những người mà chống lại những cơn phấn hưng của Chúa một cách kịch liệt đó, hoàn toàn là những người hầu việc Chúa có tên tuổi không à. Người ngoại thì không bao giờ chống rồi. Thì họ đâu có biết gì phấn hưng đâu mà chống. Tín đồ, tức là những thành viên bình thường trong hội thánh thì cũng không có chống. Chỉ có những người hầu việc Chúa, những người lãnh đạo mới chống. Và không ai chống Chúa mà không đổ hết. Hãy tỉnh thức. Hỡi quý tội tớ Chúa. Giáng sinh là cái lúc mà tuyệt vời nhất để chúng ta suy gẫm cái lời tiên báo của Simeon. Con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy. Nói cách khác là Chúa Giê-xu được chỉ định để làm cho nhiều người trong con dân Chúa, trong cộng đồng dân Chúa hoặc đứng, hoặc đổ, hoặc thăng tiến, hoặc lụng bại. Kết quả là tùy thuộc vào cái thái độ của người đó đối với Chúa Giê-xu. Có thể nói rằng Giê-xu là một cái nhân vật phân cực. Người ta hoặc là yêu Chúa Giê-xu, hoặc là ghét Chúa Giê-xu, chứ không có chuyện mà lờ đờ nước hến được. Anh chị em hoặc là người yêu Chúa, hoặc là người ghét Chúa, chứ không có cái chuyện mà không yêu mà cũng không ghét được. Anh chị em hoặc là thuận phục Chúa, hoặc là chống nghịch Chúa, chứ không có cái chuyện trung dung. Với Chúa Giê-xu thì không có chuyện trung lập. Không một ai đã thật sự gặp gỡ Chúa, tức là mặt đối mặt với Chúa mà vẫn u như kỹ được. Không có chuyện đó. Mỗi khi mà quý vị đối diện với Chúa Giê-xu thì hoặc là quý vị sẽ bị kéo đến gần Chúa hơn, hoặc là quý vị sẽ bị đẩy xa Chúa hơn. Đó chính là cái ý của Simeon khi ông bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ khiến cho nhiều người trỗi dậy và nhiều người vấp ngã. Anh chị em có thể tiến cao hơn về phương diện tâm linh khi anh chị em gặp Chúa Giê-xu, hoặc là anh chị em sẽ quay lại và rẽ đi hướng khác, hoặc là lên, hoặc là xuống, hoặc là lên thiên đàng, hoặc là xuống địa ngục. Chắc chắn là như thế và luôn luôn là như thế. Tương lai của quý vị, kết cuộc của quý vị, hậu vận của quý vị là phụ thuộc hoàn toàn vào cái thái độ của quý vị đối với Chúa Giê-xu. Đấng đã từng có lần ra đời nơi chuồng chiên mang cỏ. Trên thế gian này chỉ có hai hạng người mà thôi. Một là tin thờ Chúa Giê-xu, hai là từ chối Chúa Giê-xu, không có thành phần trung gian. Cho nên vào cái dịp Giáng sinh, quý vị chỉ có hai lựa chọn liên quan đến Đức Chúa Giê-xu thôi. Hoặc là quý vị tham gia cùng với Herod tìm cách giết Chúa Giê-xu, tức là tìm cách loại bỏ Ngài khỏi đời sống của mình. Hoặc là quý vị tham gia cùng những nhà thông thái đông phương tìm đến trước Chúa Giê-xu và thờ lại Ngài. Không có cửa giữa đâu. Và hãy nhớ rằng, nếu quý vị thờ ơ, nếu quý vị dửng dưng đối với Chúa Giê-xu, thì quý vị đã thật sự là tham gia vào cái phe muốn giết Chúa đó. Sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý vị câu này.
Chúa Giêsu là gì đối với quý vị? Không không phải là Chúa Giêsu là ai, mà Chúa Giêsu là gì đối với quý vị? Chúa Giêsu là sự sống hay là sự chết đối với quý vị sáng hôm nay? Chúa Giêsu là thiên đàng hay là địa ngục đối với quý vị sáng hôm nay? Chúa Giêsu là niềm vui hay là nỗi buồn đối với quý vị? Chúa Giêsu là sự cứu rỗi hay là sự định tội đối với quý vị? Chúa Giêsu là sự sống đời đời hay là hình phạt đời đời đối với quý vị? Chúa Giêsu thực sự là gì đối với quý vị sáng hôm nay? Đó là những gì mà Simeon muốn nói. Đứa bé nhỏ này là vinh quang của dân sự Chúa, là ánh sáng mặc khải cho những người chưa biết về Chúa, và cũng là người đem lại sự phân rẽ vĩ đại giữa nhân loại. Quý vị hoặc là ở bên này, hoặc là ở bên kia của Chúa Giêsu, không ai có thể đứng giữa hai cái chiến tuyến được. Thái độ của anh chị em đối với Chúa Giêsu sẽ tiết lộ cái điều mà có trong lòng của anh chị em. Hãy suy nghĩ về điều đó. Cái cách mà anh chị em đáp lại với Chúa Giêsu là hoặc yêu hoặc ghét đó, nó cho biết anh chị em là ai, anh chị em là gì và điều gì có trong lòng của anh chị em. Nhưng đó không phải là cái tất cả. Cái thái độ của anh chị em đối với Chúa Giêsu sẽ cho biết là anh chị em đang đi về đâu và anh chị em sẽ đến đó như thế nào. Và trên hết mọi sự, cái cách mà anh chị em đáp lại với Chúa Giêsu sẽ cho biết cái nơi nào mà anh chị em sẽ trải qua trong cái cõi đời đời hay là trong cõi vĩnh hằng. Anh chị em có thật sự là biết Chúa Giêsu không? Ngài là cái dấu được chỉ định để khiến cho nhiều người được dấy lên hoặc là ngã xuống. Anh chị em đang đứng về phía nào? Yêu Chúa Giêsu hay ghét Chúa Giêsu? Vâng phục Chúa Giêsu hay đang chống nghịch Chúa Giêsu? Xin hãy cho Chúa nghe cái câu trả lời từ nơi anh chị em. Không phải Chúa không biết, mà bằng là Chúa muốn nghe thật sự cái sự xưng nhận của anh chị em. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài, lời đem lại sự thức tỉnh cho chúng con. Đằng khi năm 2021 đã kết thúc, để chúng con chuẩn bị bước vào năm mới. Đừng để chúng con cứ ở trong cái tình trạng hờ hững, lãnh đạm đối với Chúa, mà chúng con không biết rằng nếu chúng con không nóng thì có nghĩa là chúng con đang lạnh, chúng con đang lìa xa Ngài. Nếu chúng con không vâng phục Ngài thì có nghĩa là chúng con đang ở trong cái chỗ chống nghịch lại Ngài. Xin đừng để chúng con tự lừa dối chính mình. Xin tỉnh thức hết thảy chúng con. Xin tỉnh thức hết thảy chúng con, để chúng con có cái thái độ đúng đối với Chúa, để chúng con có cái mối quan hệ đúng với Ngài. Một lần đủ kể, xin giúp cho chúng con đứng đúng vào cái vị trí mà Ngài đã chọn cho chúng con. Ngài là sự vinh hiển Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Nhưng lại Chúa, điều này nó còn tùy thuộc nơi cái quyết định của chúng con, nơi cái thái độ của chúng con đến với Ngài. Xin Chúa tỉnh thức chúng con, chuẩn bị tấm lòng của chúng con và đem chúng con đến cái chỗ là những người tin kính trong đợi Chúa trước sự đến lần thứ hai của Ngài. Chúng con biết ơn Cha, chúng con dâng mọi vinh quang lên Ngài, chúng con biết ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.